Hello, hôm nay lại đi chợ Tết. Đang thừa lùi không thấy gì hết. Ra bò lấn kìa. Rất là thọ. I wonder if there's the open inside. Yeah, it is. But only some places will be open. True, true. But you can't get in here, that's the thing. Hello. Hello. Here it is. Mình đã tới chợ. So pretty. Look at all those lights. Đây là chợ những người ta ngồi ăn. Cô Hương và mẹ. Mở khẩu trang ra kìa. Đây là chỗ những người ta mua đồ ăn ở bên đây nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Because it's absolutely free, baby. Sure, sure. Cigars.
We are going home. Look at those machines. We are going home. Homie, homie. Who's crying? I don't think they're supposed to go this way out. That's the wrong way, right? Leaving. Bye.